Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh xe đạp 37. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn một mẫu xe đạp mini nữ dành cho các bé từ 7 đến 10 tuổi nhé. Như trên màn ảnh của quý vị và các bạn đang nhìn thấy thì đây là một mẫu xe mini nữ của được mang thương hiệu Tango Bike nhé. Mẫu này thì có 4 màu, màu trắng, màu hồng, màu xanh và màu vàng. Thì ok, thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe phiên bản này là màu trắng của hãng xe Tango Bike. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ đến với kích thước của vành. Vành thì có kích thước là 20 inch, 20 x 175. Vành thì vành nhôm, lốp thì vẫn to nhé, chắc chắn. Có giỏ xe. Khung xe thì được thiết kế rất là chắc chắn, to, nhưng mà vẫn không kém phần tạo nên một cái dáng xe rất là nữ tính nhá. Bánh sau đây ạ. Xe thì được có một đệm sau dành để chở thêm người đằng sau. Yên xe thì được làm bằng da nhá, may rất là đẹp nhá. Hiện nay thì mẫu xe này thì bên cửa hàng em đang bán với giá là 1.500.000 đồng. Mua tại cửa hàng thì có thể là bớt nhé. Tay nắm thì được thiết kế rất là đẹp, khung xe chắc chắn. Mọi người mà mua xe thì để lại thông tin, em sẽ tư vấn cụ thể